hai dòng đồng hồ bị copy ý tưởng nhiều nhất trên thế giới, đó chính là Desert và Daydate của Rolex. Desert và Daydate đều là những huyền thoại trong thế giới đồng hồ. Rolex Desert ra đời trước Daydate hơn một thập kỷ, được phát hành vào năm 1945 để kỷ niệm 40 năm thành lập của thương hiệu. Vào thời điểm đó, Rolex Desert là sản phẩm cao cấp nhất của công ty, đồng hồ đeo tay tự lên dây cót có thể chống thấm nước đầu tiên hiển thị chức năng ngày. Ra mắt vào năm 1956, Daydate đã luôn được chế tác độc quyền từ kim loại quý, từ vàng vàng, vàng trắng và vàng hồng, cộng với sự sang trọng lung linh của platinum nguyên chất. Đây cũng là chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên có cả ngày và thứ trong tuần đầy đủ trên mặt số, mang trong mình phong cách sang trọng lịch lãm cùng phong cách thiết kế cổ điển. Cho đến hiện tại, đây vẫn là chiếc đồng hồ đáng khao khát nhất của Rolex, biểu tượng cuối cùng của thành tựu và thành công, được mọi nhân vật từ các nguyên thủ quốc gia đến các siêu sao yêu thích. Dù đã trải qua gần 100 năm, cả hai bộ sưu tập lừng danh vẫn chưa hề hết hot. Chính vì thế nên nhiều thương hiệu đã mượn lại thiết kế kiểu dáng của Desert và Daydate để gia tăng doanh số, thu hút khách hàng cho chính mình. Chẳng hạn như Orient, Olympianus và nhiều thương hiệu nhỏ khác với mức giá rẻ hơn tràn lan trên thị trường. Bạn thấy sao về những thiết kế như vậy? Liệu có ảnh hưởng đến lựa chọn của bạn? Trong khi Rolex vẫn còn là giấc mơ của nhiều nhà sưu tầm và đồng hồ không ngừng tăng giá qua mỗi năm. Follow Bot Luxury để có thêm những kiến thức thú vị về đồng hồ.